nguyên ngồi sau bàn làm việc đầu óc trống rỗng mấy ngày nay anh không làm được việc gì ra hồn cố gắng làm cũng chỉ tập trung vào công việc một lát rồi lại xếp nó qua một bên và những lúc như vậy hình ảnh của hồng vân hiện đến choán hết tâm trí làm anh rơi vào trạng thái mất bình tĩnh lúc ở nhà cô về anh hứa với lòng sẽ chấm dứt tất cả anh không gọi điện cũng không đến phòng trà nghe cô hát giận hồng vân bao nhiêu thì anh thấy nổi điên bấy nhiêu khi nhớ tới cô Nghe tiếng gõ cửa, Nguyên cộc lốc vào đi. Tùng đẩy cửa đi vô, anh đặt mấy tờ giấy gì đó xuống bàn, nói mà mắt nhìn ra cửa. Bên công ty máy tính gọi chào hàng, mình cũng đang cần mua thêm hai máy nên tôi đem lên cho anh xem. Ừ, để đó đi. Tùng đi ra ngay, Nguyên nhìn theo anh ta, từ sau lần nói chuyện với Phi, anh thấy chướng mắt, mỗi khi gặp anh ta trong công ty mà anh ta thì phải trao đổi công việc thường xuyên với anh hình như anh ta cố gắng tránh tiếp xúc riêng với anh. Anh biết anh ta không ưa anh, nhưng không dám thể hiện. Và nếu có chỗ nào làm ngon hơn, chắc chắn anh ta đã bay đi rồi. Cả anh cũng không muốn thấy anh ta cho công ty mình. Nhưng không đuổi, không phải vì không tìm được người giỏi, mà vì không muốn mình mang tiếng nhỏ nhen. Anh muốn chứng tỏ với Hồng Vân rằng cô không là gì để anh phải đối đầu với Tùng vì cô. Có điều anh hơi ngạc nhiên vì sao Hồng Vân chịu để Tùng làm việc dưới quyền anh một người quá tự trọng như cô ta sao lại chịu hạ mình như vậy? Nguyên chật đứng dậy bước tới cửa sổ đứng nhìn xuống. Anh nhìn đồng hồ khi thấy nhân viên ra về. Nếu không anh cũng không để ý là đã hết giờ làm việc. Anh định quay vào thì thấy Tùng dẫn xe ra. Hình dung anh ta sẽ đi chơi với Hồng Vân sau giờ làm việc. Anh lại thấy nóng lên. Chính những cái đó đã ngăn được anh không gọi điện cho Hồng Vân. Nguyên thở mạnh một cái như chút đi cảm giác bực mình. Anh trở lại bàn dọn dẹp định về, thấy tờ quảng cáo tùng để lúc nãy, anh chụp lấy quăng mạnh xuống nền gạch. Nguyên vừa ra cửa thì thấy Thúy Kiều đang đi lên cầu thang, anh đứng lại nhìn cô. Thúy Kiều cười với vẻ rụt rè. Anh định về phải không? Em đến thế này có phiền anh không ạ? À? Nguyên đẩy rộng cánh cửa. Em vào đi. Thúy Kiều đi phía sau anh vào phòng, thấy mấy tờ giấy rơi dưới nền gạch, cô bước tới nhặt lên để trên bàn. Nguyên nhìn cử chỉ đó của cô chợt cười nhẹ. "Cảm ơn em." Thúy Kiều ngồi xuống nói bằng giọng ngọt ngào. "Em thích làm việc chung với anh, em sẽ săn sóc cho anh, kể cả những cái nhỏ nhặt nhất." Nguyên vô tình lặp lại, "Cảm ơn em." Thúy Kiều cười hơi buồn. "Anh Nguyên hay cảm ơn em quá, chứng tỏ anh luôn coi em là người lạ, chỉ có với người lạ người ta mới khách sáo." Nguyên lắc đầu. "Cũng không hẳn là vậy đâu, nhiều khi anh quen nói mà không nghĩ gì cả. Chiều nay em không đi chơi sao?" Thúy Kiều hơi già dặt à, Em đến thế này có phiền anh không? không? Không, hoàn toàn không Nguyên nói rất thật lòng Lúc này có một người để nói chuyện Nhất là người đó luôn ân cần với mình Anh thấy dễ chịu rất nhiều Hơn là phải đi uống bia một mình Và bị hình ảnh Hồng Vân làm mình nổi điên Thúy Kiều lên nhìn Nguyên một cái rồi nói nhỏ Lúc này em và Hồng Vân rất ít gặp nhau Quả thật tụi em không thể như ngày trước nữa Mà cũng không thể xem như không có gì Nguyên im lặng nhìn cô nghe hơn là muốn nói cũng không có một chút nhận xét nào thúy kiều liếm môi nói tiếp em đã nghe chuyện anh với hồng vân à thế à nguyên hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không hỏi gì anh đoán đó là lý do khiến thúy kiều đến đây tìm anh thấy nguyên không hỏi thúy kiều hơi lúng túng anh không thích em biết nhiều về chuyện của anh phải không nguyên mỉm cười em có quyền biết những gì em muốn biết anh làm sao có ý kiến thúy kiều cố ý nhìn anh thật lâu em không biết mình có thiếu tự trọng quá không nhưng quả thật khi biết chuyện của anh Em không thể xem như không biết Anh hiểu rồi đừng nói nữa kiểu dừng lại đi Nếu không nói thì em đã không đến đây Anh còn nhớ em đã nói gì với anh không Thấy Nguyên không nói cô nói nhanh Em đã nói khi nào anh và Hồng Vân chia tay Thì hãy nhớ đến em Lúc nào em cũng chờ anh cả Nguyên tư lự nhìn cô Anh không nói vì anh không muốn làm em buồn Chứ không phải không nhớ Anh không vô tình đến vậy đâu Thúy Kiều có vẻ cảm động Anh nhớ những gì em nói sao và anh biết em sẽ nói gì với anh nhưng dừng lại đi kiều ạ à? chuyện anh với hồng vân qua rồi nhưng nếu vương vào một người như anh em chỉ buồn thêm thôi thúy kiều hấp tấp em không cho như vậy là buồn hay thiệt thòi em biết anh không quên hồng vân được nhưng em sẽ chờ bao lâu cũng được miễn em có anh mà thôi nguyên cúi đầu nghĩ ngợi rồi lắc đầu tại sao em phải chịu thiệt thòi như vậy anh công bằng lắm với anh tình cảm phải được đáp lại và nuôi dưỡng nó vì vậy anh không muốn em chịu đựng đơn phương nhưng em chấp nhận thì sao anh không đáng để em kiên nhẫn quên anh đi và tìm người nào đó yêu em hết lòng đừng nhận chịu tình cảm nửa vời như anh thúy kiều lắc đầu thái độ cương quyết chỉ cần anh chấp nhận em đừng tránh né em và coi em trên tình bạn một chút thôi cũng được như vậy là đủ rồi em chịu như vậy mãi được à em không tin em không lay like chuyển được anh rồi hồng vân sẽ lấy chồng nó có hạnh phúc của nó anh cũng phải có hạnh phúc của anh chứ khuôn mặt nguyên thoạt trở nên lầm lì Thúy Kiều đã nhắc đến điều tối kỵ nhất của anh, đó là chuyện Hồng Vân lấy chồng, một điều mà anh không muốn nghĩ đến. Có một người yêu như anh điên cuồng, một thiên kim tiểu thư gạt bỏ kiêu ngạo đến mức quỷ lụy vì anh, còn anh thì bị người mình yêu coi nhẹ tình cảm của mình. Và trong khi anh đau khổ vì cô ta, thì cô ta quay lại với người yêu cũ một cách rừng dưng. Ý nghĩ đó làm anh muốn nổi điên đến mức không còn bình tĩnh nổi. Thấy vẻ mặt anh, Thúy Kiều biết mình đã nói điều không nên nói, cô dè dặt cho em xin lỗi. Nguyên cười lạnh. <laughs> em làm gì có lỗi trong chuyện này, tại anh mà. Anh có giận em à? Nguyên nghiến răng nói một cách căm giận. Không, anh chỉ giận anh, giận sự yếu đuối cũng như cách nhìn người sai lầm. lẽ ra anh không nên chọn cô ta. vẫn còn kịp mà anh. Hồng Vân không cần anh nhưng em cần. À, tại sao anh không? trong khi nó vui vẻ với người yêu của nó, đừng bất công với em mà. Nguyên nhìn cô đăm đăm rồi giang tay. lại đây với anh cử chỉ của anh làm Thúy Kiều sừng sốt, kinh ngạc, nhưng tất cả chỉ vụt qua. Niềm vui quá lớn òa đến, cô đứng ngay dậy, bước nhanh đến, chủ động ngã vào lòng Nguyên, gửi lấy người anh. Anh có biết em yêu anh đến chừng nào không? Anh sẽ đền bù cho em. Và anh ngửa mặt Thúy Kiều ra, không để cô chủ động nữa. Lúc này, anh thể hiện mình là một thằng đàn ông thực thụ. Và rồi cái chuyện ma ăn cỗ đã xảy ra Thế là trong phút chốc Cái trong trắng ngọc ngà của Kiều Đã bị Nguyên lấy đi Thúy Kiều choáng váng run rẩy trong hạnh phúc, cô càng ghi chặt lấy Nguyên rồi thì thầm vào tai. Em hạnh phúc lắm, anh sẽ nhớ mãi ở bên em như thế này nhé, em yêu anh. Được tận hưởng những gì tuyệt vời nhất từ một người con gái đẹp và trong trắng như Thúy Kiều, lúc này trong anh như có một ngọn lửa đốt cháy kỷ niệm đẹp về Hồng Vân và anh thề với lòng sẽ không quay trở lại đường xưa, chỉ có bước tiếp bên cạnh Thúy Kiều mà thôi. Qua phút quay cuồng, cả hai nhìn vào mắt nhau kiều bàng hoàng như cơn mơ chưa tỉnh, cô ngồi im như sợ khi nói điều gì đó sẽ làm nguyên đổi ý. cô nhìn nguyên chăm chăm. anh có tiếc vì cử chỉ lúc nãy không? nếu anh hối hận, em sẽ sẵn sàng coi như không có gì và em sẽ kiên nhẫn chờ đợi anh. nguyên vỗ nhẹ lên tay cô. đừng nghĩ ngợi gì xa xôi nữa nhé. cách nói của anh tối nghĩa quá khiến thúy kiều cảm thấy căng thẳng. không nghĩ gì xa xôi về chuyện lúc nãy hay là cho nó như một cử chỉ bồng bột rồi sẽ qua? Làm sao cô không nghĩ cho được chứ Cô nhìn anh một cách tha thiết Đừng làm em thất vọng nghe anh Nguyên Nguyên im lặng Nhưng câu nói của Thúy Kiều lại đi thẳng vào lòng anh Nếu như Hồng Vân có một nửa cách si tình của Thúy Kiều Có lẽ tình yêu của anh sẽ lớn lên hơn rất nhiều Đằng này cô chỉ làm cho nó mỗi ngày một chết giận Anh đưa Thúy Kiều về lúc trời bắt đầu tối Trên đường về theo thói quen Anh muốn đến phòng trà Nghe Hồng Vân hát Nhưng rồi lại nhún vai bỏ qua ý nghĩ đó hôm sau thúy kiều lại đến tìm anh như mọi hôm hình như cô thích đến công ty hơn là tìm anh ở nhà nhất là thích không khí vắng lặng chỉ có hai người với nhau nguyên đóng cửa phòng cô đã chủ động choàng tay qua cổ anh đêm qua em không ngủ được em nhớ anh quá cô không hề hỏi câu ngược lại như tránh bắt nguyên phải nói dối cô nhìn anh một cách hy vọng em cầu mong là anh vẫn như hôm qua nguyên ôm nhẹ cổ kiều anh tự hỏi có nên làm như vậy không điều mà anh sợ nhất là làm khổ em ngay bây giờ anh vẫn bị Hồng Vân chi phối toàn bộ tình cảm Anh không thể cho em hết tình cảm của anh Thúy Kiều ngắt nhời Em không cần hết, không cần một nửa Chỉ một góc nhỏ trong ý nghĩ của anh là đủ rồi Nguyên thở dài Sao em dại dột có vẻ Khi nói câu đó Tự nhiên anh lại nhớ về mặt lạnh giá của Hồng Vân Khi thừa nhận mình hèn yếu Chỉ một vài câu phản đối của người ngoài cuộc Cũng làm cô ta rút lui được Nếu cưới nhau rồi vậy phải đối diện sự phản đối của gia đình hai bên, chắc cô ta sẽ ly dị vì không đủ can đảm sống trên dư luận. Thúy Kiều nhìn vẻ mặt xa vắng của Nguyên, cô nhón chân lên, tiến nhanh đến và ôm anh thật chặt rồi chủ động vào việc. Nhưng không để anh có thời gian nghĩ về Hồng Vân, và cô đã làm được điều đó, vì anh cũng đáp lại cô một cách hấp tấp nhưng không kịp thể hiện tình cảm của mình. Cả hai ở lại công ty đến tối, sau đó Nguyên đưa Thúy Kiều về, và chiều nào cô cũng đến với anh như vậy đối với hai người thời gian này như một sự bắt đầu cho tình yêu mới đầy hứa hẹn mà hai người đều cố gắng quên đi cảm nhận riêng của mình hồng vân mở khóa cổng cô cúi xuống nhìn kỹ khi thấy một bì thư nằm ngay dưới chân cửa có lẽ ai đó đã nhét nó khi cô không có nhà cô cầm lên mà tim đập thật nhanh vì ảo tưởng đó là thư của nguyên cô hấp tấp mở ra tim đập loạn xạ nhưng rồi lại thất vọng đó là thiệp mời sinh nhật của Thúy Kiều. nỗi thất vọng mênh mông làm cô không muốn nhìn đến tờ thiệp, cô chậm rãi đi vào nhà, đặt tấm thiệp trên bàn, tự hỏi mình có nên đi không. Thời gian sau này cô và Thúy Kiều không hề gặp nhau, hai bên không hề xích mích hay gây cấn, nhưng hình như ai cũng chấp nhận bức tường mơ hồ dựng lên giữa hai người và cô không có ý định xây dựng lại tình cảm như trước kia. Nghe tiếng xe dừng ngoài sân, Hồng Vân quay ra nhìn, cô chợt nở nụ cười vừa dè dặt vừa thân thiết. Khi thấy người khách đến là Tùng, cô bước ra cửa đón anh. Anh Tùng ở công ty đến phải không? Anh anh Phi, anh hai của em đâu? Em em cũng không biết, em em mới về, không thấy anh ấy đâu cả. Tùng lấy hộp quà trước giỏ xe đi vào nhà, anh đưa cho Hồng Vân. Anh tặng em này. Cảm ơn anh nha, nhưng anh Tùng này, em nói đi, đừng bao giờ tặng quà cho em nữa nhé. Mắc nợ một người là một sự nặng nề, em nói thật đó. Tùng không giả nhời, anh đến ngồi xuống ghế. Vân này, Hồng Vân ngồi xuống đối diện với Tùng. Anh Tùng nói gì nói đi. Tùng như có ý lặp lại câu nói của cô. Đừng bao giờ từ chối anh bất cứ điều gì. Bị từ chối nặng nề lắm. Anh nói thật đó. Hồng Vân phì cười. <cười> anh chọc em kiểu vậy đó hả? Tùng im lặng ngắm nụ cười của cô. Hồng Vân không hề biết mình có nụ cười rất đẹp, rất quyến rũ, duyên dáng. Mà cô cũng rất ít khi cười. Cho nên ngay lúc này, anh sẽ không muốn cái điều mà anh biết sẽ làm tắt ngấm nụ cười ở cô. Hồng Vân chợt mở lớn mắt nhìn Tùng Anh Tùng có chuyện gì vậy? Sao em biết? Nhìn mặt anh là biết ngay Lúc căng thẳng hay có chuyện vui buồn Anh sẽ thể hiện liền Làm việc chung với anh một thời gian là em biết đấy Ờ, à, cũng có chuyện Hồng Vân chợt im lặng Cô rất sợ nếu Tùng nói lý do làm anh không vui Mà nói ra chắc chắn liên quan đến Nguyên Vì anh từ công ty đến nhà cô Nhưng né tránh cũng không được Vì Tùng đã nhắc ngay đến tên anh ta Chuyện của em và Nguyên đấy Hồng Vân lắc đầu ngay anh ấy thì liên quan gì đến em Anh biết nhưng anh cần phải nói với em chuyện này Anh nghĩ nó sẽ làm tư tưởng em dứt khoát hơn Em dứt khoát lâu rồi mà Tùng vẫn cố nói cho bằng được Em có biết điều này không Anh đã thấy Thúy Kiều vào vị trí của em rồi Chiều nào hai người ấy cũng ở lại công ty đến tối Có trời mới biết họ làm gì ở trong đó với nhau Hồng Vân tưởng như trời đất vụt rơi vào bóng tối Cô choáng váng ngồi im Tùng nhìn cô đầy thương xót Một người dễ thay đổi như vậy Không đáng để em khổ với anh ta đâu Tỉnh táo lại đi em Hồng Vân lạc giọng. Cảm ơn anh đã quan tâm đến em. Tùng khoát tay. Trong lúc này mà em còn cảm ơn anh được sao? Anh muốn em nghĩ điều khác. Cặp môi nhợt nhạt của Hồng Vân hé một nụ cười không hẳn là cười. Đau khổ thì em đã trải qua rồi. Nó không làm em ngạc nhiên đâu. Nhưng cách quan tâm của anh thì em phải biết cảm ơn. Anh nói không phải để nghe em cảm ơn mà là thức tỉnh em đấy. Hồng Vân thẫn thờ nhìn Tùng. Em có mộng bao giờ đâu mà tỉnh hãi? Em đã tỉnh táo thì phải biết nhận ra người nào là người mình cần em không biết là em cần sự thông cảm của anh sao? Hồng Vân tìm cách né tránh. Đừng nói chuyện đó nữa anh Tùng ạ. À. Tùng vẫn nói tới. Tình yêu nếu là kẹo thì đón nhận, nhưng nếu nó thành độc dược thì hãy can đảm gạt con một bên như vậy mới sáng suốt đấy em. Thấy Hồng Vân lặng thinh, anh cố nói thuyết phục. Anh biết thời gian này em sẽ không chấp nhận được anh, nhưng anh vẫn đợi em. Cho em thời gian để suy nghĩ, rồi em sẽ nhận ra người thích hợp với em là anh chứ không phải anh ta. Hồng Vân khẽ lắc đầu. Em không thể tới với anh ta thì em sẽ sống như vậy Nếu tìm đến người khác để lấp vào khoảng trống Từ người kia thì sẽ gây đau khổ cho nhiều người Em chưa thử sao em biết sẽ làm khổ anh Người ta nói không lo xa sẽ buồn gần Em đã buồn một lần Điều mà em sợ nhất là kéo người khác vào cuộc Đừng chờ em nghe anh Tùng Đừng làm em khó xử Em xin anh đấy Tùng lắc đầu chán ngán Hắn thông minh hơn em nhiều đó Vân Vâng, em chúc mừng anh ta Nhưng em không giống như anh ta được cho nên anh dứt khoát tư tưởng đó đi, đừng chờ em. Tùng nặng nề đứng dậy, cuộc nói chuyện này không đem lại hy vọng gì cho anh. Hồng Vân cứng cỏi hơn anh tưởng nhiều. Tuy vậy anh vẫn không bỏ cuộc. Dù em thế nào, anh vẫn cứ chờ. trừ khi em với hắn nối lại quan hệ một cách đàng, đàng, đàng hoàng chính chính. Sẽ không có gì chuyện đó đâu anh. À, anh ta đã đi thì sẽ đi luôn. Em biết tính anh ta mà. Anh ta không bao giờ chịu làm người thua cuộc cả tùng không nói nữa anh ra về với nét mặt u ám như người đưa đám tang hồng vân tiễn khách về còn lại một mình cô thẫn thờ đứng ở cổng cựa người vào chắn xong cô ngước nhìn lên bầu trời vậy mà vẫn cứ có cảm giác trước mặt mình là một màu xám thê lương không ngờ nguyên đã đi về phía thúy kiều cô không trách hai người trước đây cô đã từng khuyến khích thúy kiều đấy thôi nhưng bây giờ chuyện đó xảy ra thì cô thấy trời đất sụp đổ nhưng dù vậy cô vẫn không có được thái độ nghi kỵ với thúy kiều phải đến dự sinh nhật và phải chúc mừng thành công của bạn bè. Thúy Kiều đã chìa tay ra giàn hòa thì cô không được né tránh. Chiều Chủ nhật, Hồng Vân đến nhà Thúy Kiều rất muộn. Khi cô đến thì mọi người đang đứng quanh ổ bánh. Nguyên đứng bên cạnh Thúy Kiều, y như sinh nhật năm ngoái của cô. Hồng Vân cố giữ bình tĩnh nhưng khi thấy cảnh đó, cô cố đứng sững người ngoài cửa nhìn vô. Cô quá bối rối nên không hay, mình đã làm mọi người chú ý. Cô đưa hộp quà cho Thúy Kiều rồi đến đứng cạnh bên chiếc bánh kem cô tránh nhìn Nguyên và nói một vài câu với người bạn ở kế bên cạnh. Nguyên có vẻ như không hề quen biết cô. Anh nói cười rất vui vẻ và giúp Thúy Kiều cắt bánh rất hạnh phúc. Rồi mọi người tán ra suốt buổi tiệc anh không hề nhìn Hồng Vân. Chỉ có người bạn tên là Nhã My và Thúy Kiều thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cô. Hồng Vân cũng ít nói nên thái độ lặng lẽ của cô cũng không làm ai để ý. Tan buổi tiệc mọi người kéo đi karaoke hồng vân đến nói nhỏ với thúy kiều mình về trước nha đừng nói với ai lát nữa nói dù mình là chào anh nguyên thúy kiều kéo cô ra một góc cử chỉ hơi lúng túng nhưng tối nay cô quá vui mừng nên không làm chủ được nụ cười của mình và cô nói với vẻ ái ngại mình biết vân muốn tránh mặt anh nguyên phải không đừng buồn mình nha hồng vân cười gượng sao lại buồn kiều được không có đâu mình nói thật đó nhưng thúy kiều vẫn cố giải thích lẽ ra mình không nên mời vân mình biết nãy giờ vân buồn lắm nhưng vân cũng là bạn mình thật lòng muốn có vân đừng nghĩ mình có ý gì khác nghe mình hiểu mà kiểu mời anh nguyên cũng là hiển nhiên thôi thúy kiều cười bối rối nhưng không giấu được vẻ vui sướng mình biết bây giờ anh ấy vẫn còn nhớ vân nhưng mình tin từ từ hai người sẽ quên nhau mình sẽ kiên nhẫn chờ đợi anh ấy nói rằng sẽ không để mình thất vọng lần thứ hai hồng vân choáng váng nhìn thúy kiều chân chân điều này dù đã biết trước nhưng khi nghe nhắc lại cô vẫn thấy nỗi đau cắn xé lòng mình cô thẫn thờ nói như trong cơn mơ nếu anh ta đã nói như vậy thì kiều nên tin vì anh ta không phải là người nói dối ờ ừ, mình biết mình tin anh ấy lắm cô đặt nhẹ tay lên tay hồng vân nói như an ủi đừng buồn nha mình cảm thấy có lỗi với vân lắm nhưng tình cảm không thể cưỡng lại được cho mình xin lỗi hồng vân nói thật lòng mình khi anh ta chán một người như mình thì anh ta có quyền tới với người khác trong chuyện này không ai có lỗi cả cô nhìn vào nhà rồi khẽ đẩy thiết kiều và tiếp bạn đi Đừng để ý đến mình, mình về nghe Cô đi ra sân lấy xe, Thúy Kiều cũng nấn ná đi theo Mai mình đến rủ Vân đi chơi, đừng buồn mình nha Hồng Vân cười gượng Không có đâu, Kiều vô đi Cô đẩy Thúy Kiều vào nhà rồi thẫn thờ Đến lấy xe, cả khoảng sân rộng đầy xe Chỉ có cô là về trước Lúc ra đến ngoài đường Vân còn nghe tiếng cười nói ồn ào vang ra, làm cô thấy mình lẻ loi hơn bao giờ, nhưng không hề có ý muốn gia nhập đám đông vui vẻ ấy. Vậy là không còn gì hy vọng, trong nơi sâu thẳm lòng mình, cô vẫn mơ hồ hy vọng điều đó không có thật. Nhưng nó đã là thật rồi, nếu không Thúy Kiều sẽ không vui sướng một cách bối rối như vậy. Nhưng biết điều đó rồi, cô lại thấy đau đớn đến nhường nào. Cô chạy xe ngoài đường mà nước mắt cứ chảy lặng lẽ. Hồng Vân đến phòng trả. Tối nay cô chọn bài Đường xưa lối cũ của Hoàng Thi Thơ. Chưa bao giờ cô hát với tâm trạng tê tái như hôm nay. Những nỗi buồn hấp hối, những chơi vơi trong tâm hồn không được nói thành lời giờ gửi vào bản hát làm cho giọng cô trở nên dung cảm cuốn hút đến lạ thường khi hồng vân đi xuống khán giả vỗ tay nhiệt thành làm cô phải hát lại thêm một lần nữa rồi thêm một lần khác tối nay cô làm người ta thật sự rung động hình như khi mình hát bằng trái tim tan vỡ thì nó đi vào lòng người nhiều hơn hát xong hồng vân đi vào phòng thay lại đồ khi đi ra cô tần ngần nhìn lên cầu thang rồi lên sân thượng một mình khoảng sân rộng không một bóng người Hồng Vân đi thở thẫn về phía lan can, đứng thẫn thờ nhìn lên trời, tự nhiên cô hát bài hát lúc nãy rồi khóc nức nở. Một lát sau, cô nguôi dần rồi niến khóc hẳn, cô ngẩng lên định rút khăn lau mặt thì chợt nhận ra Nguyên đứng bên cạnh, dù đứng trong bóng tối nhưng cô vẫn biết anh đang nhìn cô. Hồng Vân bàng hoàng lui ra phía sau rồi nhìn về phía cửa, cô nói như trong mơ. Anh đi đâu vậy? Em không tin là anh đến đây, anh muốn gì ở em? Anh đã đi theo em từ lúc thấy em về một mình, để làm gì anh không đi chơi với mọi người sao nguyên không giả nhời hồng vân cũng không hỏi nữa thái độ im lìm của anh làm cô cũng không biết nói gì vì ngay cả cô cũng đang có tâm trạng lơ lửng không hiểu mình rồi lý trí thức tỉnh cô định bỏ đi nhưng nguyên lên tiếng giữ cô lại tối nay anh có không nhìn đến em có coi em như không có mặt nhưng khi thấy em về một mình thì anh chịu không nổi anh nhận ra rằng anh đã cố gắng vô ích anh không thể quên được em hồng vân quay lại nhìn anh rồi buông một câu vô nghĩa Vậy à? Nguyên cũng nhìn cô đăm đăm. Tối nay em hát hay lắm Vân ạ. À. Hồng Vân không trả lời, cô quay người nhìn xuống đường. Khi phát hiện anh có bên cạnh mình, cô không mừng. Chỉ có cảm giác mình đang đối diện với một người xa lạ, một người đã thuộc về người khác. Nguyên im lặng một chút rồi tiếp. Nhưng có lẽ không ai hiểu tâm trạng em bằng anh. Em không còn chuyện gì để nói với anh sao? Ừ, anh có khỏe không? Đừng hỏi những câu đơn giản như vậy. Lúc nãy nhìn Thúy Kiều em cũng biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người Anh làm vậy sáng suốt lắm Anh làm vậy em thấy được giải thoát chứ gì <laughs> Em không biết Anh thừa nhận anh có lỗi với em Đúng ra anh đã muốn bỏ đi và thực tế anh đã làm như vậy Hồng Vân nghe tim mình đau nhói một cái Nhưng cô chỉ lặng lẽ chịu đựng Không chịu đựng thì cô còn biết làm gì bây giờ Cô cười gượng Em nhớ ra còn có công việc phải đi Em về trước nghe Nguyên giữ tay cô lại Đừng tránh né nữa Hồng Vân bất chợt hất anh ra đứng lùi lại cô nói như hét bây giờ anh đừng có bất cứ hành động nào với em đừng để có lỗi với thúy kiều anh đã đi thì cứ đi thẳng ngoái lại nhìn em à, anh không sợ mất thúy kiều sao nguyên như không cần nghe hồng vân nói anh cương quyết bắt cô đứng lại em không được bỏ đi kiểu đó anh tới đây vì em mà dù nghĩ gì về anh thì em cũng phải nói chứ hồng vân đứng yên nước mắt đầm đìa trên mặt anh muốn em phải xấu hổ với thúy kiều sao bây giờ giống như em trở lại lôi kéo người yêu của bạn em em không làm như vậy được nguyên không hề tự ái em luôn dồn anh vào chân tường con người em không hề biết mềm yếu nhưng coi chừng lý trí quá sẽ làm em đau khổ đó anh trách em sống không có tình nhưng sao anh không nhìn lại anh đã làm gì để giải quyết tình cảm với em và trong tình huống này em còn làm gì được nữa đây nếu em yêu bằng nửa tình cảm anh dành cho em thôi thì em sẽ không đủ lý trí để cư xử như vậy anh dồn em vào chân tường rồi quay lại trách em em chấp nhận hết đó em không thanh minh đâu Em chấp nhận cái kiểu bất cần chứ không phải bất lực Hồng Vân quẹt nước mắt Anh muốn nghĩ thế nào cũng được Em chấp nhận hết Em có trái tim tốt lắm Chỉ vài câu phản đối của người ngoài Mà em sẵn sàng gạt bỏ tình cảm của anh à Em luôn coi nhẹ anh hơn tự ái của em Còn Thúy Kiều thì không như vậy Trong bóng tối Hồng Vân nhìn Nguyên chân chân Nhưng chỉ lặng lẽ nút cay đắng vào lòng Không nghe cô trả lời Nguyên lại nói tiếp Cô ấy đặt tình yêu lên trên mọi thứ Và sẵn sàng chịu đựng bất cứ hoàn cảnh nào Miễn là cô ấy được anh đó là cái anh cần mà em không có. Hồng Vân sụt xịt, tiếng động thật nhỏ, cô không để người bên cạnh mình biết mình đang khóc và tiếp tục im lặng chịu đựng. Nguyên đứng im chờ cô nói, nhưng khá lâu, không thấy cô phản ứng. Anh nói tiếp, em nghĩ rằng em tự trọng, nhưng em không nghĩ như vậy là coi thường anh. Anh chưa bao giờ quỷ lụy ai, vậy mà anh để cho em coi thường. Em có nghĩ tới tự ái của anh không? Càng nói càng bị kích động, anh quay lại nắm cánh tay cô lắc mạnh. Sao em khinh thường anh quá vậy? Em tự cho phép mình gạt bỏ tình cảm người khác. Cái đó không phải mặc cảm mà là cao ngạo. Hồng Vân quay chỗ khác. Một tay kín đáo quẹt nước mắt trên mặt. Cử chỉ của cô làm nguyên phải chú ý. Anh đưa tay lên mặt cô, khuôn mặt ướt mềm, làm anh sửng sốt buông tay xuống. Anh không ngờ nãy giờ Hồng Vân khóc, cứ nghĩ sự im lặng đó là bất cẩn. Cô có cách xấu đau khổ, làm người khác nhói cả tim, còn hơn ngàn câu trách móc, nó làm anh thấy bối rối. Cơn tức giận lập tức tan biến, nhường chỗ cho hối hận mênh mông, giọng anh trùng xuống. "Nếu giận anh thì cứ nói, đừng chịu đựng như vậy, anh sợ lắm, em nín đi." Hồng Vân lắc đầu, mũi bị nghẹt cũng không nói được, cô rút tay lại tìm chiếc khăn trong sách tay, nhưng Nguyên đã lấy khăn trong túi lau mặt cho cô. "Anh xin lỗi, đừng khóc nữa Hồng Vân." Hồng Vân cố nói bình thường. "Em không có sao đâu, để em về chào anh." cô đi về phía cửa nguyên lặng lẽ đi theo nhưng đến cầu thang anh bước xuống một bước đứng chặn lại em ở lại nói cho xong đi nếu không chắc anh điên lên mất anh biết em có cách nghĩ của em đừng im lặng như vậy bây giờ em không biết nói gì hết anh tạo ra tình cảm tay ba như vậy em đứng ngoài cuộc rồi em biết nói gì bây giờ em trách móc anh cũng được nhưng đừng im lặng qua một bên anh không chịu được thái độ đó của em hồng vân khẽ hít mũi nói một cách cương quyết em thật lòng muốn yên ổn anh ép bức chỉ làm em sợ thêm thôi để em về vậy thì anh đưa em về đừng đưa em không muốn đâu nguyên bắt đầu mất hết bình tĩnh cái gì em cũng không chịu muốn làm khổ anh phải không hồng vân nhìn thoáng qua nguyên cử chỉ nóng này của anh không hề làm cô bị khống chế cô nói mềm mỏng nhưng cương quyết em không có ý như vậy nhưng bây giờ anh khác rồi đừng đưa đón như lúc trước anh không thấy vậy là kỳ sao cô đẩy nhẹ nguyên qua một bên rồi đi nhanh xuống dưới nguyên đành phải tránh cho cô đi anh có cảm giác tức điên người mà không làm được gì anh đứng yên một lát sự bước nhanh đi trước Hồng Vân. Ngang qua cô, anh cũng không buồn quay lại. Hồng Vân nhìn những cử chỉ đó một cách buồn bã. Nhưng cô không hề làm gì để cứu vãn. Và cô đi chậm lại để co khoảng cách xa thêm. Sáng hôm sau, cô còn chưa thức thì nghe tiếng gõ cửa phòng. Cô lơ mơ ngồi lên bước ra mở. Nguyên đang đứng như chờ, thái độ có vẻ như nhẹ nhàng hơn hôm qua. Anh làm em thức giấc phải không? Hồng Vân không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Anh vào bằng cách nào? À, anh ba em mở cửa cho anh vào à không anh ngồi bên kia đường chờ anh đi, đi ra anh mới vào hồng vân nhớ lại cách xông xáo của nguyên lần trước lần này anh cũng làm như vậy điều đó làm cô hiểu tâm trạng anh rất bức xúc cô hơi lùi ra phía sau anh xuống nhà chờ em một chút em tự nhiên đi anh đi xuống phòng khách chờ cô một lát sau cô đi ra với vẻ tỉnh táo hơn anh có chuyện gì không nguyên không giả nhời anh nói qua chuyện khác đêm qua anh về anh không ngủ được. Thái độ của em làm anh buồn vô cùng. Anh không ngờ em cứng rắn như vậy. Hồng Vân nói nhỏ. Hôm qua đã cứng rắn được. Anh hãy như vậy luôn đi. Anh không làm được. Đêm qua anh suy nghĩ rất nhiều. Anh có lòng tự trọng của anh, nhưng bây giờ anh không thể tiếp tục như vậy được. Hồng Vân không biết nói gì để trả lời. Cô im lặng nhìn xuống tay mình. Cử chỉ của Hồng Vân làm Nguyên không chịu nổi. Anh đứng dậy bước qua ngồi bên cạnh cô. Anh kéo mặt bắt cô phải nhìn vào mắt mình em chỉ cần trả lời điều này thôi em còn yêu anh không hồng vân quay đi chỗ khác anh hỏi chuyện đó làm gì em không xen vào giữa anh với thúy kiều sao anh không chịu yên ổn như vậy anh muốn quậy tung lên bất cả nó chịu khổ sao đừng đem thúy kiều vào đây em chỉ nên nói trung thực tình cảm của em thôi nếu em bảo không thích anh anh sẽ bỏ về ngay lập tức và sẽ không tìm em bằng bất cứ hình thức nào nữa hồng vân hơi run quả thật cô không đủ can đảm gồng mình những câu phủ nhận nhưng lý trí không cho phép cô thừa nhận dễ dàng. Nguyên trật tiến đến ôm ghì lấy cô từ phía sau. Anh không thể quên em được, anh chỉ yêu được em thôi. Hồng Vân ngồi im lưỡng lự, cuối cùng lý trí tắt ngúm, cô bật khóc. Nếu như vậy, sao anh còn yêu Thúy Kiều? Anh coi nhẹ tình cảm của em, sao anh không tự trách mình trước? Em đâu phải là đá mà không biết buồn. Nguyên buông cô ra. Vậy là em chịu thú nhận phải không? Nếu không bỏ anh được thì em đừng nửa vời nữa. Như vậy cả hai đều khổ. Em đừng hành hạ anh nữa được không? hồng vân hít mũi ngoảy đầu nhìn chỗ khác lúc này cô chỉ mong nói ra uẩn khúc của mình khi em không tới với tới được anh em vẫn chưa tới với người khác em chưa bao giờ thích anh tùng lúc anh bỏ em em cũng không có ý nghĩ tìm anh ta để an ủi nhưng anh thì có thể tỏ tình với thúy kiều anh là người nửa vời chứ không phải em nguyên dịu giọng em nói nữa đi cứ nói cho hà dạ trong nửa tháng anh bỏ em em buồn nhưng em vẫn cố gắng gượng lại nhưng tối qua khi chính miệng thúy kiều nói anh tới với nó thì em muốn bỏ đi cho rồi. Anh yêu người khác thì tìm em làm gì? Anh muốn đùa với em phải không anh Nguyên? Em bình tĩnh nghe anh giải thích đất Vân. Hồng Vân lắc đầu. Dù anh có nói thế nào thì tình cảm đã bị chia sẻ. Em không giống Thúy Kiều. Em sẽ rút lui. Đau khổ một lần còn hơn đau cả đời. Trong khi đó em với Thúy Kiều lại là bạn thân. Em lại có tư tưởng đó nữa sao? Em không giành giật đâu. Nhưng em xin anh để cho em quên đi. Đừng nửa vời kiểu đó. Anh sẽ giải thích sao với Thúy Kiều đấy. Anh tôn trọng mọi người nhưng anh đặt em vào một vị trí khác quan trọng hơn. nhưng còn Thúy Kiều. Nguyên khoát tay như muốn cô chấn tĩnh giọng anh điềm đạm thành thật. em có giận khi nghe chuyện anh tỏ tình với Thúy Kiều không? Hồng Vân mím môi nhìn chỗ khác không giả nhời. Nguyên nói rành rọt. anh cũng có tâm trạng như vậy đấy. khi nghe anh Phi của em nói là em quay về với Tùng anh choáng váng lắm, căm hận và tự trọng bị tổn thương nặng nề. lúc đó Thúy Kiều đã làm anh cảm động vì cách si tình của cô. cô ấy cũng giống như anh vậy yêu là yêu hết mình chứ không nửa vời hồng vân cười buồn anh hiểu gì về em mà nói thế anh hiểu em qua cách em hành động tùy anh em muốn biết anh đã nói thế nào với thúy kiều không anh bảo sẽ khó quên được em còn cô ấy thì nhất định kiên nhẫn cô ấy làm nhụt ý chí của anh và anh nhất quyết xây dựng tình cảm khác em biết ý nghĩ của anh anh không cần giải thích có đúng không đây anh bị sự tuyệt vời trên giường của nó làm lề mềm lòng chứ gì trong cách mềm lòng đó có sự thương hại sự đồng cảm vì hai người có cách yêu giống nhau và khi đã cảm động vì nó anh càng hận sự yếu hèn của em đúng không nguyên ngồi im lặng rồi nói nhỏ không ngờ em hiểu lòng người như vậy hồng vân buồn rầu nhưng dù hiểu như vậy em vẫn thấy đau cũng như anh không chấp nhận việc em tìm đến anh tùng dù anh ấy vẫn yêu em nguyên lặng người không nói được anh còn có thể nói được gì khi hồng vân đã nói đúng ý nghĩ của anh một lát sau anh hỏi khẽ em không tha thứ được sao có lẽ lẽ không đừng cố chấp như vậy chuyện đó không đáng để em bỏ anh thương hại không có nghĩa là yêu rồi anh cũng sẽ chia tay với thúy kiều khi đầu óc tỉnh táo em phải hiểu điều đó hồng vân lắc đầu em không tin và em biết anh sẽ đi xa hơn theo thời gian rồi lòng thương hại sẽ biến thành tình yêu nguyên hơi gằn giọng đừng suy đoán quá xa anh thừa nhận em nói đúng tâm trạng anh nhưng không phải tất cả đều đúng đâu hồng vân định trả lời nhưng nghe tiếng chân đi vào nên cô im bặt cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ rồi bối rối nhìn qua nguyên anh cũng nhìn ra cửa nhưng không bối rối như cô mà điềm tĩnh chờ. Phi đi vào thấy Nguyên, anh ngạc nhiên, nhíu mày một cái. không ngờ, mày lại đến đây à? Anh đến ngồi trước mặt hai người, hết nhìn Hồng Vân, em gái mình rồi lại nhìn Nguyên, hất mặt. Mày đúng là ngon lành, dám đến tìm nó ở đây, hình như mày coi thường tao quá đấy. Hồng Vân vội quay qua Nguyên nói nhỏ, anh về đi. Nguyên lắc đầu tỉnh bơ, đừng đuổi anh như vậy, anh muốn nói chuyện với anh ba em, nói xong anh sẽ về. Hồng Vân hơi sợ, cô nói như năn nỉ, Hai anh không khi nào nói chuyện hòa bình được đâu Rồi sẽ sâu sát nữa thôi Em xin anh mà Làm ẩm ý hàng xóm dị nghị nhà em đấy Nguyên khoát tay Anh sẽ không để như vậy Sẽ nói chuyện rất hòa bình Nếu như sợ thì em lên phòng em đi Anh nhìn thẳng vào mặt Phi Có thể đến quán cà phê nói chuyện với anh không Giọng Phi rất khoát Hôm đó đã nói xong rồi Không có gì nói thêm nữa Nguyên vẫn điểm nhiên Anh nghĩ như vậy là xong à Tôi không đồng ý Anh chia rẽ chúng tôi kiểu đó Chuyện tình cảm anh phải để tự Hồng Vân quyết định Chứ không có quyền quyết định thay cô ấy Phi nhướng mắt ngạc nhiên rồi cười khẩy, <laughs> Mày tới dỗ ngọt nói những gì vậy Nguyên hơi trong mày Tôi không đồng ý cách nói của anh Đừng coi thường em gái anh như vậy Người coi thường nó là mày đó Yêu mà không hề bảo vệ nổi người yêu của mình Để cho người nhà nặng nhẹ nó Con trai như mày thì chết đi cho rồi Hồng Vân kêu lên Anh à, anh nói chuyện nghe nặng quá Nguyên không hề tự ái Giọng nói vẫn thản nhiên Hành động của gia đình tôi không cản được. Vấn đề là tôi có giữ vững lập trường của mình hay không. Cũng như anh vậy. Cũng thò vào giải quyết chuyện của Hồng Vân. Cô có cản anh cũng 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 không không đồng ý. Phi hơi đuối lý làm thinh ngó chỗ khác. Nguyên điểm nhiên nói tiếp về phía Hồng Vân. Vấn đề là cô có bản lĩnh đi theo tôi không? Chắc chắn là không. Nó đã bỏ cuộc. Đừng có tới đây làm phiền nó nữa. Anh lại thô bạo xen vào chuyện người khác rồi đấy. Em biết là em đã đẩy anh làm như vậy nhưng tình cảm vẫn cứ bị tổn thương. Phi nổi nóng dằn tay xuống bàn. Nếu thằng nào làm khổ em mày, mày có chịu được không? Ngày nào cũng nhìn nó khóc lóc, mất ăn mất ngủ, mày nghĩ gì hả? Nguyên chưa kịp nói thì anh đã nói một cách giận dữ. Mày cũng có em gái, liệu mà để đức cho nó? Đừng có làm khổ con gái nhà người ta, coi chừng em mày phải trả giá đó. Nguyên bắt đầu nổi nóng. Nếu em gái anh có khổ thì anh là nguyên nhân chứ không phải tôi. Anh đến công ty gặp tôi để bôi nhọ em gái anh. Không có người anh nào như anh hết, mày nói cái gì? Anh bảo Hồng Vân quay lại với Tùng trong khi cô ấy không liên quan gì đến anh ta. Nói như vậy, anh không sợ tôi coi thường em gái hay sao? Nếu không nói như vậy, liệu mày có buông tha nổi chứ nó không? Mày quen với người nào là làm khổ người đó? Lẽ ra tao đã nên cho mày một trận rồi. Thấy anh trai mình bắt đầu nổi nóng, Hồng Vân chạy đến nói nhỏ với Nguyên. Anh về đi, em xin anh mà. Nguyên khoát tay. Anh sẽ không về, nếu không vạch cho anh ta biết anh ta độc đoán ra sao. Nhưng anh sẽ không giải quyết được chuyện gì đâu anh làm được em cứ ngồi im đi em chỉ nên nghe thôi hồng vân quay qua anh trai định nói nhưng anh ta lại khoát tay bảo cô im anh định nói nhưng nguyên đã lên tiếng trước sao anh biết tôi làm khổ hồng vân phi nổi nóng lên vì cách hỏi mà anh cho rằng sắc sược mày dám hỏi như vậy với tao à chứ tôi có thể hỏi cách khác à trong khi anh cứ vu khống kiểu đó anh nhắn giọng một sự vu khống anh biết không phi cười quen với người ta mà để cho người ta khổ sở như vậy mà không thừa nhận mày không dám thừa nhận vì mày sợ trách nhiệm Nguyên nói như khẳng định, có thể tôi đã làm khổ Hồng Vân, nhưng lời của tôi thì ít, của anh thì nhiều. Anh là nguyên nhân để chúng tôi hiểu lầm nhau, suýt tí nữa đã chia tay nhau, nếu là người khác thì tôi không nhịn đâu. Cái gì? Nguyên điểm nhiên nhắc lại, tôi không muốn gây hấn với anh vì không muốn Hồng Vân khổ. Còn anh, nếu biết thương em gái thì đừng có can thiệp kiểu như lần trước nữa. Ngược lại thì có, tao cấm mày, từ đây về sau, hãy xa nó đi. Nếu... Nguyên cắt lời, chẳng lẽ tôi không dứt khoát mà sẽ làm ngược lại? tôi yêu em gái anh là thật và có ý định nghiêm chỉnh mặc kệ anh có đồng ý hay không phi chừng mắt nhìn nguyên còn anh thì tỉnh bơ chuyện anh chia rẽ chúng tôi tôi bỏ qua được từ đây về sau tôi không nhắc lại ngược lại tôi yêu cầu anh không được ép hồng vân chọn bạn anh nữa mày ra lệnh cho tao đó hả tôi yêu cầu chứ không phải ra lệnh phi nhìn nguyên gườm gườm như phân tích đánh giá anh nguyên điểm tính chịu đựng cử chỉ đó không phản ứng chỉ có vẻ chờ cách này phản ứng của phi cuối cùng anh ta quay qua hồng vân thế nào hồng vân hỏi dè dặt anh anh muốn hỏi gì à liệu có thể tin được nó không em hồng vân lúng túng làm thinh cử chỉ của cô làm phi nghi ngờ không dám chắc à như vậy chứng tỏ mày không tin tưởng nó chứ gì nguyên xen vào ngay cả em cũng không biết mình cần gì thì làm sao người khác tin em được hồng vân lắc đầu đừng bắt em nói chuyện tình cảm như bàn chuyện kinh tế em không chịu được đâu nguyên nhìn cô như khống chế anh không hề muốn chia tay với em và anh muốn em vững vàng hơn nếu em có trở ngại nào đó thì hai đứa cùng giải quyết. Tình cảm của mình mà em không làm chủ thì ai quyết định cho em chứ? Hồng Vân thừa biết Nguyên dùng phi để khống chế cô vì chuyện lúc nãy còn giải quyết chưa xong. Cô còn rất giận Nguyên nhưng trước mặt phi cô không dám để cho anh thấy. Thế là cô nói buông xuôi. Em sẽ suy nghĩ lại. Nguyên như cố ý dí vò. Em như vậy chẳng khác nào. Em tố cáo với anh em rằng anh không đáng tin. Anh muốn em có thái độ dứt khoát hơn. Trả lời đi, em có chấp nhận anh không? thấy cái nhìn quan sát của phi hồng vân đành lên tiếng tụi em hòa nhau rồi mà lúc trước em cũng không đồng ý cách giải quyết của anh đâu chuyện tình cảm của em anh để em quyết định lấy hay hơn phi gật gù có nghĩa là mày nhất định chọn nó à được thôi vậy thì từ nay về sau đừng có khóc lóc vì nó nếu không thì phải chọn thằng tùng tao không để mày phá hoại cuộc đời mày đâu hồng vân thoáng nhăn mặt khổ sở anh dùng từ gì mà nặng nề vậy không phải như vậy sao người đem lại hạnh phúc cho mình không chọn đi theo tình cảm mù quáng rồi rước khổ vào thân. Tao làm anh mày, thấy mày khổ, tao bỏ qua không được. Nguyên tự ái, hình như anh coi thường tôi quá. Tôi là người thế nào mà ai vướng vào tôi thì khổ. Sao anh không nghĩ ngược lại? Phi cười khan, tao cũng mong như vậy lắm. Nhưng thôi, Hồng Vân nó đã chọn thì tao cũng không có quyền can. Tao giao nó cho mày đó. Đáng lẽ phải như vậy lâu rồi. Không hiểu Phi nghĩ gì. Anh chợt bật cười rồi đứng dậy bỏ đi vào nhà. Nguyên chờ anh đi khuất rồi mới quay qua Hồng Vân anh cảm thấy điều khó khăn mà anh phải vượt qua không phải là từ người khác mà ngay chính là em đó. Em nhìn lại mình đi, Hồng Vân cười khẽ. Em nhận ra rằng quên một người khó hơn là chấp nhận vượt qua trở ngại với người đó. Em chấp nhận chịu đựng mọi thứ, nhưng trong tình cảm, em xin anh đấy, cho em một thời gian đi. Để làm gì? Đừng gặp nhau một thời gian. À, em muốn để tình cảm của em lắng lại. Nếu cứ gặp nhau, em sẽ không chịu nổi khi nhớ anh đã từng đến với bạn em. Nguyên nhìn cô chăm chăm. Em không tha thứ được cho anh Em biết là em đã đẩy anh làm như vậy Nhưng tình cảm vẫn cứ bị tổn thương Có lẽ em ích kỷ quá Nhưng em sẽ dáng quên chuyện đó Khi nào anh có thể gặp lại em Em không biết em sẽ gọi điện cho anh Nguyên ngồi im khuôn mặt thật buồn Anh không chịu nổi lời đề nghị của Hồng Vân Nửa tháng xa nhau Đã làm anh điêu đứng Nhớ cô bây giờ mỗi ngày không được gặp anh Không tin mình cứng rắn nổi Nhưng anh cũng hiểu mình đã làm Hồng Vân bị tổn thương nên không muốn gây thêm áp lực cho cô. Một lát sau, anh dứt khoát đứng lên. Anh về đây. Hồng Vân không nói gì, giữ lại, chỉ im lặng tiễn nguyên về. Nhưng khi ra đến cửa, anh đột ngột kéo tay cô về phía tường ôm ghì lấy cô. Anh nhớ em nhiều lắm. Hồng Vân cảm động đến mức muốn khóc, nhưng nhớ ra có anh trai trong nhà nên cô khẽ để anh ra rồi nói nhỏ. Đừng làm vậy, anh của em đang ở trong nhà đó. Nguyên miễn cưỡng buông cô ra, đi ra sân lần này hồng vân chỉ nhìn theo chứ không theo anh ra cổng đến trưa khi cô định ra ngoài thì vừa lúc nguyên tới anh đưa chiếc điện thoại di động cho cô em giữ đi hồng vân lắc đầu em không có nhu cầu dùng máy cái này chỉ để hai đứa liên lạc với nhau thôi anh sẽ không đến tìm em nhưng gọi điện thì em không được từ chối anh không chịu được đâu hồng vân nhìn nguyên chăm chăm bất giác cô nói nhỏ anh ngốc lắm anh ngốc ư em nói gì anh cũng tin là thật hết sao sao anh không nghĩ rằng em cũng nhớ anh sẽ gọi điện cho anh ngay khi anh ra khỏi nhà thì em đã thấy nhớ anh rồi nguyên im lặng nhìn hồng vân rồi đưa tay kéo cô vào lòng anh không biết em yêu anh nhiều như vậy vậy mà đủ dùng khi chia tay với anh em mâu thuẫn lắm anh ghì cô chặt hơn thì ra em cũng yếu đuối hồng vân im lặng buông mình trong tay anh cô nhận ra nguyên hiểu về cô rất ít và anh cứ nghĩ cô khó khăn như vậy chắc không có hình dung nổi cô đã đau khổ thế nào khi chia tay nhưng cô không muốn nói những chuyện đó rồi anh sẽ cảm nhận được rằng cô cũng si tình như thúy kiểu nguyên im lặng nhìn ra ngoài đường giờ này anh cứ ngồi hút thuốc mãi lần đầu tiên anh ngồi bên một cô gái và nghe cô ta khóc mà là khóc vì anh anh cảm thấy lúng túng kỳ lạ tìm mãi vẫn không được một câu mở đầu cho câu chuyện anh nhìn quanh một cách bối rối may mà cả hai đã chọn góc vắng trong quán dù vậy anh vẫn ngại khi tiếng khóc kia cứ vang lên giữa buổi trưa vắng lặng bên cạnh anh thúy kiều giấu mặt trong khăn khóc một cách đau khổ nguyên quay ly nước để về phía cô em uống đi bình tĩnh nghe anh nói được không thúy kiều vẫn cứ úp mặt trong khăn một lát sau cô ngẩng lên đôi mắt mọng đỏ giọng nghèn nghẹn em biết anh muốn nói gì rồi xin lỗi phải không hôm ấy khi anh bỏ về sau hồng vân thì em hiểu ra hết gặp nó rồi thì mọi người đều là vô nghĩa trước mắt anh phải không Nguyên im lặng vì không nỡ thừa nhận với cô, có điều anh không ngờ sự vô tình của mình làm Thúy Kiều đau khổ đến như vậy. Thúy Kiều hít mũi nói tiếp: "Khi anh gọi điện hẹn em không muốn đi, nhưng rồi vì muốn thấy mặt anh nên em tới." Nguyên im lặng, anh không phải là đá mà có thể dửng dưng với tình cảm như vậy, nhưng ngay lúc này anh vẫn không thể bắt mình nói dối. Anh lặng lặng quan sát Thúy Kiều, một khuôn mặt rất đẹp, cô làm anh liên tưởng tới vẻ khả ái của Hồng Vân anh nhớ về lãng mạn trong đôi mắt cô khi nhìn xuống mà hồng vân thì rất hay nhìn xuống và cô hay có những cử chỉ tao nhã dễ thương nhìn mãi không hề thấy chán tiếng khóc của thúy kiều như đưa nguyên trở lại thực tế anh nói nhỏ xin lỗi kiều anh không có ý làm em buồn đâu cho anh xin lỗi anh không có lỗi gì đâu anh đã từng nói với em anh không quên được hồng vân vậy mà em vẫn ngoan cố lôi kéo anh tại em tất cả không phải lỗi tại em tại anh đã hành động mù quáng anh có trách mình bao nhiêu cũng không đủ. Anh hối hận vì đã mềm lòng phải không? Không, anh chỉ hối hận vì đã làm em buồn, lẽ ra anh không nên làm em hy vọng. Thúy Kiều nhìn Nguyên đăm đăm, nếu như Hồng Vân từ chối anh, anh có chia tay với em không? Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói nhẹ nhàng, anh nghĩ thời gian sẽ làm cả anh lẫn em tỉnh táo lại, lúc đó mình chia tay nhau mà không ai thấy bị tổn thương. Có nghĩa là ngay khi quen với em anh vẫn biết anh sẽ chia tay. Thấy Nguyên im lặng cô cười cay đắng, em hiểu rồi. Em biết mình đã ảo tưởng Nhưng anh biết không Ngay bây giờ em vẫn chưa tỉnh mộng Đừng mù quáng như vậy em Như vậy anh càng bị giàn vặt Điều anh sợ nhất là làm khổ người khác Em hiểu không Thúy Kiều cười mà nước mắt lưng trọng Từ đầu đến cuối Chưa khi nào anh tỏ ra rung động với em Chỉ có tội nghiệp em thôi Ngay bây giờ Nếu anh cứ tiếp tục xối lòng Thì chẳng khác nào hại em Nhưng em cứ muốn mình ảo tưởng như vậy đó Đừng như vậy Anh không dối lòng rằng Trong đầu anh cũng chỉ có Hồng Vân anh làm sai lầm khi anh thương hại không đúng chỗ và anh không muốn sai lầm thêm lần nữa. Thúy Kiều ngồi im không hiểu nghĩ gì, bỗng cô cúi đầu nhìn xuống, nước mắt lại tuôn như suối chảy. Nguyên quay đi chỗ khác, anh không đủ can đảm nhìn cô gái đau khổ khóc trước mặt mình. Nhìn Thúy Kiều khóc, anh chợt hiểu ra, Hồng Vân cũng đã từng đau khổ như vậy, mà thậm chí còn hơn như vậy vì cô và anh từng có nhiều kỷ niệm. Anh thương Thúy Kiều rồi lại thương Hồng Vân hơn, bỗng nhiên anh luôn nao muốn gặp Vân để nói với cô những câu xin lỗi mà khi làm hòa nhau anh đã không hề nói. Nguyên chờ Thúy Kiều bình tĩnh rồi thuyết phục đưa cô về. Đứng trước cổng nhà Thúy Kiều cắn môi. Cô nói bình thường. Nhắn dùng với Hồng Vân là em xin lỗi nó. Lẽ ra không nên tìm cách giành giật anh của nó. Em có lỗi với Hồng Vân lắm. Nguyên gật đầu. Ừ, nếu từ tận đáy lòng em thì anh sẽ nói lại. Dù sao em cũng chúc hai người hạnh phúc nhé. Ừ, cảm ơn em. Anh chờ Thúy Kiều vào nhà rồi mới đi không hiểu vì sao khi nhìn thấy dáng dấp nhỏ bé của cô khi đi vào sân anh bỗng thấy nôn nao một tình cảm phức tạp nhưng không phân tích lòng mình buổi tối nguyên đến tìm hồng vân từ khi làm hòa với nhau cô đã chịu để anh đưa đón khi đến phòng trà và phi cũng không còn phản đối như trước đây là thời gian anh cảm thấy vân rất gần gũi khi anh đến thì vân đang đứng ủi đồ anh đi thẳng đến phía cô không để cô kịp hỏi anh kéo cô vào lòng giọng đầy rung động nãy giờ đi trên đường anh nghĩ đến em và nhớ ra anh đã chưa nói với em một điều quan trọng hồng vân quay qua rút xây điện của bàn ủi rồi nhìn nguyên anh không bình thường phải không chuyện gì vậy nói với em đi anh xin lỗi hồng vân mở lớn mắt ngạc nhiên xin lỗi gì em không hiểu khi nhớ lại tất cả những gì đã làm đã nghĩ về em anh chợt nhận ra rằng anh đã không hiểu gì về em chính vì không hiểu nên anh làm khổ em anh nhận ra những gì vậy thì trong thời gian mình không gặp nhau em đã khổ lắm phải không? sao không nói với anh? chỉ cần biết em cũng đau khổ, chắc chắn anh sẽ quay lại. xin lỗi em và đã không hành động điên khùng như vậy. Hồng Vân như bị khơi lại những ấn tượng đen tối nên cô né tránh. sai nói chuyện đó lúc này, đừng bao giờ nhắc lại nữa nhé. em sợ nhắc vì mỗi lần nhớ đến em buồn phải không? ở ừ, đối với em thời gian đó hãi hùng lắm, đau mà chỉ biết im lặng chịu đựng, cho nên em không muốn nhớ. nguyên thở dài, giọng đầy vẻ hối hận anh ước gì có thể xóa sạch ký ức đó cho em anh không hiểu sao mình có thể hồ đồ như vậy không tin em mà lại tin vào anh phi anh ấy đâu có bao giờ đứng về phía anh nhưng bây giờ anh ấy thay đổi rồi anh ấy đâu có ghét anh nữa đừng ghét anh trai của em nhé em sẽ buồn lắm đó nguyên kéo mặt hồng vân lên nhìn cô đăm đăm bây giờ em có nghĩ chia tay với anh nữa không em có lẽ em chấp nhận hết rồi chuyện vừa rồi làm em phải lựa chọn em chỉ có thể yêu anh thôi và em chấp nhận luôn ở bên anh bất chấp mọi trở ngại đúng không hồng vân gật đầu ừ em sẽ làm như vậy nguyên nhìn cô tự nhiên nhớ tới thúy kiều anh nói với một chút cắn rứt sao em không thể hiện bản lĩnh sớm hơn một chút hà vân hồng vân không hiểu tâm trạng anh cô nói như xin lỗi em làm anh thất vọng lắm phải không nguyên nói rời rạc không nhưng vì em anh đã để xảy ra sự đau khổ vô ích hồng vân vụt hiểu nguyên muốn nói gì cô lặng người Vậy là bây giờ khi có mình rồi thì anh ấy lại bị thích kiểu chi phối, ý nghĩ đó làm cô thấy mình như sụp đổ. Cô nói lạc giọng: "Nếu hối hận, anh có thể quay lại với người mới, em sẽ không cản trở anh, sẽ không làm gì để anh hối hận về em." Em nói thật. Nguyên lắc đầu: "Chuyện đã qua rồi, đừng bao giờ nhắc lại nữa." Hồng Vân im lặng ngay, những chuyện nhạy cảm như vậy cô không hề tìm cách khơi nó lên, nhưng Nguyên đã vô tình gieo vào lòng cô một vết thương. Cô hiểu rằng bây giờ trong lòng Nguyên có chút gì đó với Thúy Kiều Mà cô là người tạo ra chuyện đó Cô quay lại tiếp tục ủi đồ Nguyên nhìn cô Em buồn phải không? Hồng Vân gượng cười Không Em nói dối Nhìn mặt em anh biết nói cho anh nghe đi Có những chuyện không nên nói Rồi nó sẽ qua thôi Không được Anh muốn em nói với anh bất cứ chuyện gì em nghĩ Nhất là những chuyện về hai đứa Em buồn anh phải không? Không đâu Nguyên im lặng nhìn cô rồi nói cương quyết anh muốn từ đây về sau bất cứ chuyện vui buồn gì em cũng nói với anh, không được xấu, hứa đi. Thấy Hồng Vân có vẻ không muốn giả nhời, anh nói tiếp: Em thuộc mẫu người hay giấu kín cảm xúc, đau khổ cũng im lặng chịu đựng. Như vậy thiệt thòi cho em lắm, sao em dai quá vậy? Hồng Vân cười khẽ. Nếu được bình thường như mọi người, em sẽ không bắt mình chịu đựng. Em luôn tự làm khổ mình kiểu đó, sao em không chỉ nhìn mình thôi? Em có gì kém hơn người khác? Thậm chí khí chất vượt xa bạn bè. Em có biết mặc cảm như vậy là em làm khổ luôn anh không? Hồng Vân có vẻ sợ sự nói thật nên cô lập tức tìm cách kết thúc. Đừng nói chuyện này nữa nhé. Tối nay em không đi hát, anh đưa ăn đi chơi nhé. Nhưng Nguyên vẫn không bỏ cuộc. Em muốn trốn thực tế đúng không? Nhưng anh lại muốn em đối diện với nó. Anh muốn em đến gặp ba anh. Hả? Hồng Vân kêu lên với vẻ hoảng hốt. Nguyên hơi cau mặt. Cái gì mà làm em sợ như vậy? Tới nhà anh kinh khủng lắm sao? Nhưng em... Em thế nào? Cho em thêm thời gian đi anh em biết sẽ tới nhà anh nhưng chưa phải là bây giờ nguyên ngắt nhời anh lại muốn là bây giờ đấy tối nay em rảnh phải không vậy tối nay đi hồng vân sợ đến nỗi mặt tái hẳn đi chưa khi nào cô hình dung mình sẽ đến nhà nguyên ngồi trước mặt người lớn mà nghe phán xét về mình bây giờ nguyên đề nghị đột ngột như vậy cô thấy sợ run lên nguyên im lặng nhìn cử chỉ cô vẻ hốt hoảng làm anh vừa thương vừa giận anh hỏi mỉa em sắp từ chối rồi phải không quyết định chia tay với anh để tránh không? Hồng Vân lắc đầu khổ sở nhưng vẫn không nói được, Nguyên nghiêm giọng. Anh không chịu được cái cách người yêu của mình không hòa nhập được với gia đình mình, như vậy tình cảm của mình là bất chính à? Em không coi đây là tình cảm bất chính, nếu thật là vậy em không chịu nổi đâu. Không coi là bất chính thì tại sao tránh né, lén lút? Như vậy cả anh cũng bị mất mặt với gia đình anh. Hồng Vân cúi đầu với vẻ ân nhẫn. Anh độc đoán lắm, anh biết không? Anh độc đoán lắm có lẽ vì anh luôn có tư tưởng ông chủ đối với em nguyên nhíu mày em nói gì vậy nếu phân tích ra anh sẽ thấy còn anh thì ngược lại việc em tránh mặt gia đình anh làm anh tự ái điều đó chứng tỏ em bất cần người nhà anh em không cần ai trong gia đình anh anh xem trọng tình cảm gia đình lắm vậy hồng vân nói nhỏ nếu đặt mình vào vị trí của em anh sẽ hiểu em không đủ can đảm đến ra mắt người mà em biết không thích em thậm chí là khinh em phải biết tự trọng chứ anh nếu biết người ta không thích mình thì mình phải tìm cách lấy lòng chia Hay là em bất cần người nhà anh Hồng Vân kêu lên Anh thừa biết không phải vậy mà Nguyên vô tình buột miệng Em làm anh thất vọng đấy Nếu là Thúy Kiều chắc chắn cô ấy sẽ làm tất cả vì anh Cô ấy thuộc mẫu người hy sinh hết mình cho người mình yêu Kể cả việc đánh mất tự trọng Hồng Vân im lặng Cô không biết nói gì vì cảm giác bị tạt vào mặt một kháo nước lạnh Và theo bản năng cô chỉ biết nuốt cay đắng vào lòng Nguyên đang giận nên không nhận ra mình nói gì Anh hỏi gần giọng sao em không như thúy kiều chứ có phải vì em không yêu anh đến mức có thể hy sinh hay không hồng vân bặm môi lòng tự ái tổn thương làm cô trở nên cứng rắn trong thời gian anh đến với bạn em anh đã kịp nhận ra tính cách quý giá của nó à Và anh muốn em phải giống như thế ư xin lỗi em không làm được đâu đừng bắt em là người khác nguyên nhíu mày em nói gì vậy anh có biết điều này không anh háo thắng lắm em cũng như anh em có nhận ra ưu điểm của anh tùng nhưng chưa khi nào em bắt anh phải giống anh ấy khuôn mặt nguyên chợt thay đổi hẳn anh nghiến răng Nói như vậy có nghĩa là cô luôn ngầm so sánh tôi với anh ta Bây giờ tôi mới biết trong lòng cô không phải là một mà là hai người Chạm phải khuyết điểm của người này thì lại thấy tiếc người kia phải không Hồng Vân lắc đầu phủ nhận Anh cố tình không hiểu em đúng không Trong khi chính anh tạo cho em cảm giác đó mà Nguyên lạnh lùng Nếu cô không buột miệng nói ra chắc chắn tôi vẫn bị cô lường gạt Tôi cứ nghĩ tôi là tình cảm đầu tiên của cô Bây giờ tôi mới biết tại sao anh Phi khuyên cô chọn hắn anh nói cái gì vậy? Sao lại đưa chuyện đi xa như thế? Anh bình tĩnh lại được không? Nguyên nheo mắt nhếch một nụ cười ngạo mạn. Cô như thế này chỉ khiến tôi dây dứt với Thúy Kiều. Chuyện dễ giải quyết mà không được thì chia tay đi, cũng dễ thôi. Hồng Vân mở lớn mắt chết sững. Anh... Nhưng Nguyên không để cô nói, anh ngang nhiên bỏ đi ra sân lấy xe, không hề chào cô một tiếng. Hồng Vân vẫn đứng nhìn theo thái độ của anh, làm cô không kịp phản ứng, không ngờ mọi chuyện lại như vậy cô nhận ra hai điều Nguyên rất độc đoán và kiêu ngạo Trong lòng anh đã có ít nhiều quyến luyến thúy kiểu Nếu không anh đã không vô tình so sánh như vậy Tự nhiên cô thấy sụp đó Sụp đó vì nhận ra rằng Anh quay về với cô Chỉ dành cho cô một nửa trái tim Nói đúng hơn là trái tim anh đã bị chia sẻ Nhận thức đó làm cho cô thích choáng vắng Và cái khổ như tăng lên gấp đôi Ôi cuộc đời